Phước. Thế Lâm bên trong có hai nhân gương. Dứt điểm, không vào. Lại thêm vài nhân điểm nữa. Bắn cửa bây giờ đã xảy ra trên sân vận động Pleiku. Hai nhân gương là người đã băng vào. Nhưng cuối cùng một pha dứt điểm của Tống Văn Hợp. Tình huống đối đầu giữa Văn Thành và Thanh Nhã. Văn Thành không quá khó để giúp cho Hoàng Gia Lai có được bàn thắng quân mình tỷ số 1 đều. Bàn thắng được ghi ở phút thứ 86 và bàn thắng chỉ đến với Hoàng Gia Lai trên chấm phạt đền. Vẫn là những sức ép được tạo ra từ các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Minh Vương, Văn Toàn, rồi Văn Toàn, Đại Dương là người dứt điểm cuối cùng. 2-1 dành cho Hoàng Gia Lai. Tất cả sự khác biệt đến từ những cầu thủ được vào sân tay người. Đây chính là 3 trong tổng số 4 cầu thủ mà ông Kiên Thị Sắc đã tung vào sân ở hiệp 2. Họ vào sân cùng nhau. Mạnh Duy. Tuyệt vời. Tỷ số là 1-0 dành cho Cần Thơ. Người ghi bàn đó là Vũ Mạnh Duy. Thế đạo đi cũng rất khó, lực đi cũng rất tốt. Cầu thủ BKM Bình Dương tạo ra. Tỷ số là 1-0. Và cuối cùng bàn thắng đã đến với BKM Bình Dương. Người ghi bàn đó là cầu vệ cầu thủ mã số 3 Nguyễn Thanh Thảo. Một pha bật rất cao của Thanh Thảo. Trần Văn Trung đánh đầu. Cuối cùng thì bàn thắng đã được ghi cho Top Lane Bình Định. Không phải là các tiền đạo, đó là trung vệ Đinh Tiến Thành. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Đúng là Trần Văn Trung vào sân và để lại những dấu ấn đáng kể. Không một ai theo kèm. Nguy hiểm. 1-0. Cả một hiệp thi đấu thứ hai, Long An không thể tạo ra áp lực về khung thành của Minh Hoàng. Nhưng chỉ cần một cơ hội thì huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cũng cực kỳ bất ngờ với pha dứt điểm này của cầu thủ Long An. Phản công dành cho Long An, không có tình huống biên gì. Bóng đá nằm gọn trong lưới của Vũ Tuyên Quang. 2-1, cơn địa chấn đã xảy ra trên sân vận động Quy Nhơn. Và tình huống dứt điểm quá tỉnh táo của Thanh Long đã giúp cho Long An gần như chắc chắn giành vé đi tiếp. Đó là cầu thủ lớn tuổi nhất trên sân lúc này của đội khách. Đánh đầu rất nguy hiểm và tỷ số đã được mở cho Công an Nhân dân. Đó là một sự khởi đầu có thể nói là rất sáng sủa cho đội khách. Chúng ta cùng xem lại tình huống dẫn đến bàn thắng mở điểm cho đội khách ngay ở tình huống bóng bổng đầu tiên khi người tiếp bóng là Lê Minh Bình. Cú đá đơn giản và chính xác. Đó là tình huống mà thủ môn Hoàng Trung Phong của Công an Nhân dân đã dễ dàng bị đánh bại. Cầu thủ trẻ của Công an Nhân dân chơi thanh thoát. Khoảng trống trước mặt. Tỷ số đã được nâng lên 2-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tiền đạo Lê Văn Nam đã đánh bại được thủ môn Hoàng Trung Phong. Dứt điểm. Tỷ số là 3-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thêm một lần nữa chúng ta lại thấy sự non nớt của cầu thủ Công an Nhân dân. Góc sút không quá rộng. Rất nguy hiểm và tỷ số được nâng lên 4-1 cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Có quá nhiều những vị trí của Công an Nhân dân đã không đảm bảo được nhiệm vụ của mình. Hà Văn Phương. Quả chìm bóng lên. Tỷ số là 2-4 cho Công an Nhân dân. Và rút ngắn tỷ số là của đội trưởng Lê Minh Bình. 2-4 cho các cầu thủ số 10 Lê Minh Bình. Vừa rồi thì Khắc Kiêm không việt vị. Lâm Thuận có bàn thắng không? Lần này thì Lâm Thuận đã thành công ở một tư thế mà không thể đá ra ngoài được, thì cuối cùng Lâm Thuận cũng đã ghi bàn. Bóng Học Đức đã lên quá chậm, tốc độ sức mạnh của Lâm Thuận đã được phát huy một cách tốt nhất ở thời điểm này. Đường truyền của Duy Lam cũng là rất kinh nghiệm và chính xác. Của Bà Rịa Vũng Tàu rất thoáng. Minh Tâm, trận đấu đang diễn ra hay hơn, dứt điểm. Cơ hội và bắt đầu không vào của Đức Trinh. Như vậy tỷ số đã được mở cho các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Nhưng đây cũng là một kết quả bất ngờ.
trước đó là một pha. Mạnh Ngọc Hoa rất nguy hiểm, tỷ số đã mở dành cho Phú Đồng. Và cuối cùng ở tình huống đá phạt thứ 3 của mình, Mạnh Ngọc Hà đã đem về bàn thắng cho Phú Đồng. Và một phong cách ăn mừng theo kiểu Cristiano Ronaldo. Một tình huống đá phạt rất tốt của Mạnh Ngọc Hà. Văn Tấn đã đứng chôn chân. Một tình huống phán đoán sai lầm của thủ môn Văn Tấn. Lần này Mạnh Ngọc Hà đã lựa chọn góc dứt điểm ngược lại. Và cuối cùng thì anh đã có thể ăn mừng bàn thắng. Thái chống trải, Đinh Thanh Trung tuyệt vời. Pha xử lý lão luyện của Đinh Thanh Trung, rất kỹ thuật và bản lĩnh. Không chơi bóng bằng gầm giày, gạt nhẹ máng ngoài và sau đó thì dứt điểm bằng lòng chân trái tinh tế. Cảm giác bóng của Đinh Thanh Trung là tuyệt vời. Có vẻ như pha dứt điểm của Đinh Thanh Trung đã xuyên qua khe hai chân của vệ bên phía Sài Gòn. Nguy hiểm, Xuân Quế đối mặt. Đó là bàn thắng của Nguyễn Hoàng Quốc Trí. Và Quốc Trí đã không ăn mừng khi ghi bàn thắng vào lưới của đội bóng cũ. Người thực hiện đường truyền vừa rồi là Xuân Quý. Quốc Trí cũng đã có một pha xử lý cá nhân có thể nói là hoàn hảo. Khống chế bước một tốt, động tác quật qua người gọn gàng. Và dứt điểm chân trái rất căng vào khung thành trống. Như vậy là rất nhanh, các cầu thủ Sài Gòn đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Vẫn là xuất phát từ đường truyền của Huỳnh Tấn Tài. Và người đã ghi bàn đó là Võ Nguyên Hoàng. Tài năng trẻ của câu lạc bộ Sài Gòn đã lên tiếng đúng lúc với một tình huống bật cao và đánh đầu sở trường. Hữu Sơn rất chính xác, hai đều cho cầu thủ Quảng Nam. Và Hữu Sơn thì cũng không ăn mừng. Hữu Sơn không ăn mừng bởi vì Hữu Sơn đã từng thi đấu cho câu lạc bộ Sài Gòn. Mùa giải năm ngoái thì đội bóng hạng nhì Phú Thọ do Dương Sơn dẫn dắt cũng đã cầm hòa một loạt những đội bóng mạnh ở dạng nhì. Chúng ta hãy cùng xem lại tình huống mà Hữu Sơn đã đánh lừa được Trần Minh Toàn với pha đặt lòng rất cơ bản và chính xác. Huyền 2-1, 3-3 cho Quảng Nam. Tuyệt vời. Một pha lên bóng rất nhanh, rất đơn giản nhưng vô cùng chính xác. Dẫn ngược lại với tỷ số 3-2. Pha treo bóng vô cùng chính xác. Và Hà Minh Tuấn cũng đã thể hiện được sức bật và khả năng chọn điểm rơi chính xác để dứt điểm